Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hạ Trâm chăm con mùa dịch, mong nhóc Tỳ có nhiều sức đề kháng. Dù là con gái đầu lòng nhưng Võ Hạ Trâm vẫn có nhiều bí quyết chăm sóc con nhỏ trong thời gian giãn cách xã hội từ người thân và chăm chỉ đọc sách chuyên ngành. Lần đầu có con nhưng nữ ca sĩ và ông xã Ấn Độ tỏ ra khá thuần thục trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Ra đời trong hoàn cảnh dịch bệnh, hai vợ chồng luôn cố gắng trau dồi kỹ năng bỉm sữa qua người thân và sách vở. Bên cạnh đó, cô không ngần ngại chia sẻ những chuyện chăm con cùng người hâm mộ. Đây cũng là cách giúp Võ Hạ Trâm đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh cô và bé Moon, tên thân mật của con gái nữ ca sĩ, rạng rỡ. Nữ ca sĩ chia sẻ, đã qua được lần vượt cạn đúng đợt giãn cách đầu tiên, nhưng giờ cũng quan trọng không kém là giai đoạn chăm sóc em Moon cũng rơi vào giai đoạn giãn cách xã hội thứ hai kéo dài nhất từ trước tới nay. Moon mới bước qua tuần khủng hoảng đầu tiên, sau đó là giai đoạn phát triển cân nặng và đặc biệt hơn là về trí não, nên mình đặc biệt quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và các cột mốc phát triển của con. Cô tươi tắn tràn đầy năng lượng khi chăm con. Kèm bức ảnh Võ Hạ Trâm chia sẻ chuyện chăm con trong mùa giãn cách. Theo đó, thời điểm này, các lịch khám của bé cũng hạn chế hẳn vì không thể di chuyển đến để gặp bác sĩ. Cô luôn mong con có sức đề kháng tốt để ba mẹ không phải lo lắng. Trong thời điểm hiện tại, phụ huynh cố gắng chăm bé một cách kỹ càng nhất để chẳng phải rơi vào tình huống phải đến bệnh viện. Những nỗi lo của nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ, nhất là những người mẹ bỉm thấu hiểu, quan tâm. Lần đầu làm mẹ nhưng Võ Hạ Trâm và ông xã luôn cố gắng nghiên cứu, trau dồi các lời khuyên của người thân và sách vở. Cô cũng không ngại chia sẻ những bí quyết chăm sóc con cái lên trang cá nhân và được nhiều người hưởng ứng, góp ý cùng gia đình nữ ca sĩ để em bé được phát triển toàn diện nhất. Bé Moon đã được hơn 1 tháng tuổi. Trong suốt thai kỳ, cô luôn giữ chế độ ăn chay trường giúp con có nguồn dinh dưỡng sạch khỏe từ bên trong. Hiện nay cô nuôi con hoàn toàn bằng nguồn sữa mẹ. Nữ ca sĩ thường được khen là mẹ mát tai khi nhóc Tỳ sinh trong mùa dịch khó khăn nhưng trộm vía cứng cáp khỏe mạnh và đã diện đồ của em bé 6 tháng tuổi. Trong thời gian này, Võ Hạ Trâm không hoạt động nghệ thuật, cô cùng ông xã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cô con gái nhỏ. Võ Hạ Trâm hé lộ quá khứ khiến khán giả xanh mặt. Gia đình từng hoảng hốt khi lên thân thượng và thấy cô ở trên nóc nhà không xuống được. Từng thi thứ 5 của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Nhí với chủ đề Cánh Én Tuổi Thơ. Những ca khúc mang đầy cảm xúc hài niệm cùng ba tài năng nhí Hà My, Quỳnh Anh, Tiến Dũng. Đêm thi có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Quốc Đại, Minh Sang trong vai trò giám khảo khách mời, đồng hành cùng nữ giám khảo chính là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Sau khi theo dõi các tiết mục, Võ Hạ Trâm nhớ lại ký ức thả diều bá đạo thuở bé của cô. Võ Hạ Trâm kể bản thân sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không được thả diều trên đồng cỏ mà cô phải lên sân thượng nhà mình để thả diều. Tôi hay chọn ngày nhiều gió, mà những ngày gió thì trời sẽ mưa, gió vù vù thả diều rất vui, nhưng quay lại thì cái thang để leo lên nóc nhà đã rớt mất, gió mạnh diều đứt, dây bay mất, tôi không nhảy xuống được vì rất cao, còn trời thì bắt đầu mưa. Nữ ca sĩ cho biết cũng vì vậy mà gia đình từng hoảng hồn khi lên sân thượng và thấy cô ở trên nóc nhà không xuống được. Võ Hạ Trâm là cô gái trẻ nhất lịch sử âm nhạc, đoạt giải nhất ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2007. Cô từng là tâm điểm khi tham gia Gương Mặt Thân Quen 2016 và giành giải nhì. Trở lại với nghệ thuật, sau thời gian ở ẩn, Võ Hạ Trâm tiếp tục giành giải quán quân chương trình Hãy Nghe Tôi Hát năm 2018. Võ Hạ Trâm thừa nhận là người không may mắn trong tình yêu, nữ ca sĩ từng nhiều lần thất bại và chịu cảnh bị phản bội. Tuy vậy, về đời tư, Võ Hạ Trâm vẫn là một cái tên kín đáo trong showbiz. Tất cả là bởi cô không đi theo lối số đông mà dành cho mình lối đi nhỏ hẹp. Trâm thích sự bình yên hơn là đối chọi và ở đường đi của mình, cô luôn quyết theo đến cùng. Sau những tổn thương của mối tình trước, Võ Hạ Trâm ngày càng khép lại và không muốn công bố người yêu với khán giả. Thật sự để chia sẻ về chuyện tình cảm tôi rất ngại, tôi rút kinh nghiệm từ những lần trước vì công khai nhiều quá nên sau đó có những phiền phức nhất định, quán quân Hãy Nghe Tôi Hát trải lòng. Sau tất cả, Võ Hạ Trâm muốn một lần nữa mở lòng khi chia sẻ với người hâm mộ về tình yêu hiện tại của mình. Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn trai danh nhân Ấn Độ sau thời gian ngắn công khai chuyện tình cảm. Cuối cùng, sau tất cả câu chuyện buồn, vết thương lòng của những mối tình trước đó, Võ Hạ Trâm đã mở lòng mình và tìm được hạnh phúc bên Vicat, CEO của một công ty đá hoa cương nổi tiếng.
Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.